sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng mình đọc bài thơ gì nhỉ? Các quý vị phụ huynh ạ, xin hãy cổ vũ sẽ trước cho các bé một tràng pháo tay ạ. Bài thơ yêu mẹ. Mẹ tên là chúng mình có nghe rõ không ạ? Bây giờ cô Huyền sẽ đề nghị này, bạn Minh Anh đâu? Bạn Minh Anh giơ tay nào. Bạn Minh Anh đâu? Bạn Minh Anh đây ạ. Con tên là gì? Minh Anh đọc lại một lần nữa bài thơ yêu mẹ cho các mẹ ở dưới này nghe nhé.